Hello tất cả các bạn. Hôm nay mình làm clip để test cái chất âm của cái dòng JBL Control 1X. Thì mình vừa về được 3 cặp các bạn. Thì mình quay video clip thứ nhất đầu tiên mình để trải nghiệm cái chất âm của dòng này, và thứ hai là mình quay video để chia sẻ với các bạn luôn. Và sau đó ở video sau thì mình sẽ làm chi tiết hơn về thông số hoặc là nội thất vân vân của nó nha các bạn. Thì hôm nay clip này chỉ là gửi đến các bạn cái phần test chất âm thôi nha các bạn. Mời các bạn nghe hai cái đoạn nhạc. Thì mời các bạn nghe thêm một cái đoạn nhạc khác. Ngày đôi ta bên nhau tuổi còn thơ, đi học chung cùng giờ. Nhạt hoa đêm cho nhau nghỉ vào thơ, đếm đầu tay mà chờ. Thời gian trôi qua mau không ngừng đâu, mỗi mùa hoa phượng đầu, tiếng bé kêu gợi sầu. Phút chia tay sầu sầu, tình thương riêng mình biết, hoặc tìm trong mắt nhau. Rồi khi yêu thương đi vào tôi xanh đất trời. Ok các bạn, thì chia sẻ nhanh ha. Thì nói chung thì chất âm của dòng này, dòng mà dòng 1X thì cũng là một trong những cái dòng hàng thị trường Nhật các bạn, hàng bãi Nhật nha. Thì tiếng của nó thì cũng rất là chi tiết và bass chép nó đánh rất là nhuyễn, cũng giống như tương tự những dòng JBL còn trên một rồi đó các bạn ha. Thì dòng này đặc trưng thì bass chép rất là hay, treo cà phê thì gọi là hết ý luôn nha các bạn đó, treo cà phê rất là hay luôn. Rồi thì ở cái clip sau thì để mình vệ sinh sơ sơ các bạn ha, vệ sinh sơ sơ bụi bặm rồi cái mình lên cái clip sau nha các bạn đó, thì để làm chi tiết sau về nó. Hôm nay chỉ test chất âm vậy thôi. Rồi ok, bạn nào mới vào kênh thấy hay thấy thích thì nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, cũng như để xem nhiều cái video liên quan á, thì mỗi lần các bạn nhấn nút chuông đăng ký á, thì nó sẽ có video mới, nó sẽ hiện lên điện thoại hoặc là hiện lên tivi các bạn á. Đó thì ok, và kết bạn Zalo với mình nha các bạn qua số điện thoại mình ghi trên tiêu đề của từng cái sản phẩm đó, để mình tiện trao đổi thông tin hàng hóa vân vân. Rồi ok các bạn, hẹn các bạn ở video clip lần sau.